Hiện tại thì em đang muốn hỏi thầy là ví dụ em thì em chưa chạy quảng cáo bao giờ, nhưng mà nếu như trường hợp mà em đang bán hàng chủ yếu trên các hội nhóm ngành nghề của Vang của bên em ấy, thì trường hợp mình có thể chạy được vào các hội nhóm ấy được không? Chạy thì chạy được nhưng mà rủi ro rất cao. Cách chạy của hội nhóm tức là nó sẽ dùng một cái phần mềm để nó quét cái dãy UID. Dãy UID là dãy số giống như căn cước công dân đấy. Nó từ căn cước công dân đấy chuyển thành một cái hồ sơ là những người dùng ở trên Facebook. Nhưng vấn đề là người ở trong hội nhóm ấy, 90% là người ảo, 10% đấy mới là thật. Nên cái việc là hội nhóm 100.000 người mình đăng bài lên nó chỉ có 20-30 người like ấy, thì đây là cái tỷ lệ nó rất thấp. Cái rủi ro lớn nhất ở đây là nếu chúng ta quét người ở trong hội nhóm như thế và chúng ta chạy quảng cáo thì chắc chắn là không đúng đối tượng khách hàng. Điều này không chị? Chạy thì chạy được, nhưng vấn đề là rủi ro là không đúng đối tượng khách hàng. Ví dụ có 100.000 người thì chỉ có 10.000 người là khách hàng thật, còn lại là khách hàng ảo. Bây giờ chị muốn vào một cái nhóm, ví dụ nhóm kinh doanh, hội những người tự kinh doanh rượu vang, nhóm có 100.000 người hay là nhóm có 1 người hay là nhóm có 1.000 người? Rồi. Chị đang có một cái nhóm 11.000 người. Bây giờ đơn giản như này nhá. 50.000 được 1.000 người. 11.000 người của chị hết bao nhiêu tiền để chạy? 50.000 này được 1.000 người này, 11.000 của chị hết bao nhiêu tiền để chạy hết? Hết bao nhiêu tiền? 550. Thế sao chạy làm gì? 550 búng phát một ngày hết bố rồi. Thế chị muốn tiếp cận là 11.000 người hay là 11 triệu người? Hiểu chưa? Bài toán online là mở rộng ra, volume phải rộng ra. Có rất nhiều người mua được rượu vang, mua rượu vang để uống, mua rượu vang để tặng, đúng không? Cái khó của em ở đây là em là bên nhà sản xuất và hiện tại thì em đang cung ứng cho các nhà phân phối. Thì các nhà phân phối thì bên em đang đưa một cái giá cuối cùng là một chai rượu nó chỉ từ gần 100 đến hơn 100.000 vào các chính các cân mà em đã chọn là đối tượng của mình là ai thôi. Và trong khi đó thì rượu vang của em thì khách hàng người ta bán giá ra ấy, là người ta không cố định một giá, ý là người ta bán giá cao lắm. Và cái giá đưa bên em, bên hiện tại bên em thì chưa đưa ra cái giá cuối cùng ra thị trường, ý là cái người khách hàng lẹ mua một chai ấy, là chưa đưa ra. Bởi vì trong cái thời gian vừa rồi em cũng tìm hiểu nhưng mà giá nó khác nhau ấy. Cái này là một bài toán, thầy có thể hỗ trợ em không? Cái này là chị phải xây dựng chính sách về giá cho đại lý. Và đúng rồi, niêm yết và khách hàng cuối cùng. Ví dụ cái gói, cái đôi rượu vàng đây là một bộ rượu vàng, một bình rượu vàng đây là giá cao nhất mà chị mong muốn bán và toàn hệ thống phải bán, chấp nhận theo quy định là giá bán lẻ. Từ từ. Hệ thống của em là các cửa hàng tạp hóa, siêu thị, hoa quả nhập khẩu và mâm quả cưới. Thì hiện tại thì họ đang đưa là cái giá nhập, mà trong khi nhà nước thì bây giờ yêu cầu là cấm rượu. Cho nên bây giờ em sẽ không chọn những cái đối bán hạt lẹ rượu nữa, mà em đi thẳng vào những cái món quà tặng ấy. Đấy, quà tặng về cuối năm đấy. Thì đây cũng là một vấn đề, bởi vì giá người ta đưa ra trên cái set quà tặng đấy rất là cao. Bởi vì trường hợp mà người ta bán vào các doanh nghiệp, ví dụ như 1.000 khách hàng hoặc là 1.000 công nhân hoặc là mấy nghìn công nhân đấy, thì em đưa giá ra thì cái đấy là nhiều thời gian kiểm tra không kiểm soát được cái giá lẹ đấy. Hiện tại là rượu của chị đang đưa vào cái nguồn là cái nguồn người ta mua về, như là mấy ông làm hoa, mấy ông tạp hóa, xong rồi tự xét thành một cái gói quà riêng và bán với một cái giá riêng, 500.000 có, 1 triệu cũng có, nhưng mà cái rượu cốt của nó chỉ mất ví dụ nhỉ 80 thôi, là chị trúng, đúng rồi, là chị cung cấp cái 80 đấy. Vậy bài toán của chị là chị muốn bán cái 80 đấy ở một cái giá cố định hay là tiếp tục đẩy vào hệ thống kia, hệ thống những người mà làm tạp hóa kia. Một bài toán, một là đẩy đến người mua lẻ cuối cùng, tức là tôi chỉ mua chai rượu thôi. Hai là đẩy đến các đại lý sỉ kia, người ta tiếp tục nhập cốt của chị để tự handmade, tự dựng ra một cái phần quà. Chị muốn cái đường nào? Em chỉ cần muốn bán cho họ chai rượu thôi. Bây giờ đơn giản, quá đơn giản. Chị có mấy đứa con? Chị có mấy đứa con? Có mấy đứa con rồi? Không, con đấy, đẻ mấy đứa rồi? Hai đứa, một tên gì? Khang. Đứa hai tên gì? Thế làm cho chai rượu kia có một tên khai sinh mới, một thương hiệu mới, ông nhờ. Cái chai rượu cũ tôi vẫn bán cho các ông là 80.000 nhá, các ông vẫn hiểu nó là Chu Minh Hạnh nhá. Bây giờ tôi đẻ thêm một thằng tên là Chu Tuấn Kiệt nhá, tôi bán cho người lẻ, tôi mặc định luôn là tôi nhập 80.000, tôi bán mẹ là 300, nhưng mà đấy là rượu của thằng Chu Tuấn Kiệt, nó không liên quan gì đến thằng Chu Minh Hạnh nữa. Mình đặt cho một cái tên, mình đóng gói cho một cái bao bì,
mình cho thằng khác đại diện công ty, nhưng mình là cổ đông lớn nhất, nắm 51% cổ phần, nó không chạy đi đâu cả. Điều đấy là ok chưa? Được chưa?